bí mật đằng sau tấm thẻ đỏ đầy toan tính của thầy Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park cũng như Mourinho truyền sắm các vai ác để đội bóng được yên. Ông đủ khôn ngoan để biết mình phải làm gì nhằm giải vây cho học trò. Chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games bóng đá nam của thầy Park cũng được truyền thông chú ý nhiều nhất. Họ cho rằng ông Park đôi khi vượt quá mức độ cho phép về cảm xúc, dẫn đến kỷ luật thẻ phạt với một huấn luyện viên. Huấn luyện viên Park cũng từng nhận thẻ vàng trong trận ra quân vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á, trên sân của Thái Lan hôm ngày 5 tháng 9, đến trận chung kết SEA Games với đất nước vạn đảo hôm ngày 10 tháng 12 vừa qua. Cũng do phản ứng với trọng tài, huấn luyện viên Park cũng bị dính thẻ đỏ và buộc phải rời sân. Tuy nhiên, đánh giá về phản ứng của chiến lược gia người Hàn Quốc này, đặc biệt là trong trận chung kết với U22 Indonesia, độc giả Lưu Bán cho rằng phía sau tấm thẻ đỏ này là cả một sự toan tính sâu xa. Thứ nhất, thẻ đỏ của ông không hề ảnh hưởng gì đến hình ảnh của ông và đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng là hầu hết mọi nơi đều kính trọng, nhìn ông với con mắt thán phục vì ông biết tôn trọng đối thủ. Thứ hai, cá tính của ông rất có lợi với tâm lý thi đấu của các cầu thủ, khiến cho các cầu thủ tự tin và quyết liệt hơn. Nhận thẻ vì cá tính đó cũng không có gì to tát. Ông tự biết được lúc nào nên phản ứng, lúc nào không, tùy theo thế trận. Nên thay vì phân tích và đưa ra ý kiến thì tốt nhất để ông tự quyết. Rốt cuộc, thước đo lớn nhất chính là thành tích. Tấm thẻ đỏ đấy đã đổi được rất nhiều thứ. Thứ nhất, nó là nút tái khởi động để học trò của ông tập trung thi đấu hơn trong những phút còn lại. Cầu thủ nào cũng muốn chiến đấu hết mình cho người thầy không ngại hy sinh để bảo vệ mình. Cái thứ hai, ông Park đã chứng thực được tình cảm của ông dành cho các học trò. Đây là chìa khóa để gia tăng lòng tín nhiệm các cầu thủ đối với ông. Cái thứ ba, ông Park cũng dùng thẻ đỏ để đo lấy hàng chục ngàn cặp mắt ước của cổ động viên. Tóm lại, chiếc thẻ đỏ đấy làm cho mọi thứ tươi đẹp hơn với người hâm mộ, ông Park và tương lai của bóng đá Việt Nam, một bạn đọc nhận định. Cùng chung quan điểm, độc giả Quang Trần khẳng định, mọi thứ đều nằm trong toan tính, đôi khi có thể bị sai số vì quyết định hơi nặng tay của trọng tài, thay vì chỉ thẻ vàng mà bị luôn thẻ đỏ. Nhưng đối với những tình huống như thế, có thể các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi một chút. Còn về chiến thuật, nó sẽ góp phần làm chậm nhịp độ, giảm sự hưng phấn, mang đến bất lợi cho các cầu thủ của đối phương dành cho đội nhà. Ông Park là một chiến lược gia, ông cũng rất tinh tế trong mọi tình huống, kể cả trong và ngoài sân, chứ không ngây thơ như chúng ta nghĩ. Ở một góc độ khác, bạn đọc Trần Khanh lại cho rằng, phản ứng trên mức bình thường của thầy Park Hang-seo đã góp phần tác động lên việc điều hành trận đấu của các trọng tài, tạo sự công bằng và lợi thế cho U22 Việt Nam trong những phút cuối trận. Ông Park là một thuyền trưởng đầy kinh nghiệm, tôi tin rằng ông cố tình phản đối kịch liệt nhằm cho trọng tài ý thức hơn việc bắt trận thiếu sót, chính xác là gây chú ý về mặt tối đa tâm lý vì ông thừa biết hậu quả không đáng kể. Nếu xem kỹ lại, sẽ thấy ông đã bước vô, nhưng sau khi trao đổi vài câu với người trợ lý, ông quay ngược trở lại và phản đối thêm. Nếu đây là trận đấu giữa giải, chắc chắn ông sẽ lùi lại và kiềm chế hơn. Vì chỉ còn ít thời gian nữa là hết trận đấu, ông không muốn học trò của mình bị chấn thương hay thủng lưới vì tinh thần, cho nên ông cố làm cho la lẻ. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại cho rằng hành động của huấn luyện viên Park còn có một dụng ý sâu xa khác, đó là thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận, giải tỏa áp lực lên văn hậu sau trận đấu. Độc giả Lê Tuấn phân tích, trong một thế trận như thế, tỷ số đang là 3-0, vàng đã nằm trong tay, dù nóng tính đến đâu thầy Park cũng không có lý do gì lại phản ứng như thế. Chỉ có thể ông ấy muốn đẩy dư luận và phản ứng của đối thủ sau pha phạm lỗi của Văn Hầu với Ivan Dimas sang một hướng khác. Thực tế cho thấy ông ấy cố tình gây lùm xùm như vậy để hút hết truyền thông về mình, tránh cho pha phạm lỗi của Văn Hầu hay pha đánh cùi chỏ của Tấn Sinh bị soi mói. Ông ấy cũng giống như Mourinho, truyền sắm các vai ác để đội bóng được yên. Ông ấy đủ khôn ngoan để biết rằng giải này cũng như Euro của châu Âu không thuộc hệ thống của FIFA quản lý nên mới làm vậy, đó là kinh nghiệm chinh chiến lâu năm. Bạn đọc Hồ Điệp chia sẻ thêm. Trận chung kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam chiến đấu với U22 Indo đã kết thúc trong thành công tốt đẹp. Tất cả người hâm mộ trên cả nước đều vỡ òa cảm xúc và đối với những người hâm mộ đang sinh sống ở những quốc gia khác cũng rất vui mừng trước thành tích vang dội của thầy trò huấn luyện viên Park và U22 Việt Nam. Vòng chung kết U23 Việt Nam được diễn ra vào tháng 1 năm sau và dự kiến sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông cũng như là những người hâm mộ Việt Nam trên toàn thế giới. Chúng ta cùng chờ đợi những kỳ tích sáng giá của thầy trò ông huấn luyện viên Park nào. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về trận đấu vòng chung kết U23 châu Á trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!